Các bạn nhân văn Tết này ở nhà làm gì? Hãy cùng đi xem nào! Xuân đã về. Hello. Chỉ vài hôm nữa thôi là chúng mình sẽ kết thúc năm 2020 với đầy biến động. Sang năm 2021 này mình xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe, tài lộc và có đạt được nhiều thành công trên sự nghiệp. Chúc mừng năm mới. Nhân dịp năm mới, xin thay mặt cho câu lạc bộ truyền thông của trường Trung học phổ thông chuyên Học Soi và Nhân Văn, xin chúc cho tất cả các bạn đang xem video này một năm mới thật là hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và hãy giữ mình thật an toàn trong đại dịch Covid này nhé. Chúc mừng năm mới. Xin chào tất cả các thầy cô giáo và các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhân dịp năm mới thì em xin chúc cho tất cả các thầy cô và các bạn sẽ có một kỳ nghỉ Tết mạnh khỏe, an lành, một năm mới gặp thật nhiều may mắn. Chúc trường chúng ta sẽ phát triển và thành công hơn trong tương lai. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.